Kính chào quý nhà đầu tư, đây là bản tin nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 27 tháng 7 tới 31 tháng 7 năm 2020 của FTV Hàng hóa 24, thành viên chính thức của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với phần 1 về tình hình kinh tế thế giới có liên quan tới các mặt hàng giao dịch. Tính tới ngày 26 tháng 7 năm 2020, thì tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mức 16 triệu người, tức là tăng khoảng 2 triệu người so với tuần trước, với khoảng 645.000 người đã tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins Mỹ. Hoa Kỳ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 4,1 triệu người nhiễm và trên 145.000 người đã tử vong. Bên cạnh đó, châu Âu cũng đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng cao, hiện chiếm khoảng 1/5 số ca nhiễm trên toàn thế giới. Trước tình hình này, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh lây lan. Các quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Áo nhanh chóng thắt chặt các quy định về phòng tránh dịch. Trong tuần vừa qua, thì ngày 21 tháng 7, Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston trong vòng 72 giờ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết làm như vậy để bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ. Sau đó, thì Trung Quốc cũng đã yêu cầu Mỹ phải đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, một trong những phản ứng được cho là đòn đáp trả song phẳng đối với yêu cầu từ phía Washington. Trong tuần vừa qua, thì giá vàng giao ngay tăng khoảng 91 đô la một ounce, tương đương với khoảng trên 5%. Còn giá vàng giao tương lai cũng tăng khoảng 92,7 đô la một ounce, tương đương với khoảng 5,1%. Giá vàng thế giới phiên thứ 6 tiếp tục tăng mạnh và vượt qua đỉnh 9 năm. Hiện nay đang ở trên mức 1.900 đô la một ounce và còn cách không xa mức cao nhất một thời đại, đó là 1.920 đô la một ounce. Còn đối với giá dầu thì giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm xuống 41,70 đô la một thùng, trong khi dầu Brent thì đã giảm còn 43,05 đô la một thùng. Những bất ổn về kinh tế do Covid gây ra cùng với quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng đã khiến cho giá dầu lao dốc. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, phiên cuối tuần ngày 24 tháng 7 đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung leo thang và nhóm công nghệ tiếp tục bị bán. Tính chung của tuần thì Dow Jones và S&P 500 giảm nhẹ 0,7 và 0,2% sau khoảng 3 tuần tăng liên tiếp. Trong khi đó thì chỉ số công nghệ Nasdaq Composite thì ghi nhận tuần thứ 2 đi xuống. Trên đây là phần 1. Chúng ta đã điểm các thông tin liên quan về tình hình kinh tế thế giới. Chúng ta sẽ nhanh chóng chuyển sang phần 2, đó là phần phân tích và khuyến nghị về thị trường hàng hóa. Trong tuần vừa qua, bất chấp những căng thẳng thương mại giữa Mỹ-Trung, thì Trung Quốc vẫn tiếp tục mua các sản phẩm đậu tương của Mỹ theo như thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Những thông tin này đã giúp giá đậu tương tăng vượt mức kháng cự 903 và duy trì cái xu hướng tăng đã hình thành. Tuy nhiên, chúng tôi quan sát thấy là hiện nay cái vùng 910 phía trên này đã trở thành một cái vùng kháng cự mới của giá và có thể tạo ra những cái nhịp điều chỉnh ở vùng này. Chính vì thế là chúng ta có thể tận dụng những cái nhịp điều chỉnh này để có thể mở mua trong những cái nhịp điều chỉnh, đặc biệt là khi mà giá điều chỉnh về cái vùng ngắn là với cái vùng 900-903, thì tôi cho rằng là cái cơ hội tốt để chúng ta có thể mở mua đối với sản phẩm đậu tương tháng 8. Sản phẩm từ đậu tương, đó là sản phẩm khô đậu tương, thì cái mức tăng giá nó yếu hơn. Khi khô đậu tương thì giảm giá mạnh hơn, nhưng mà cái mức tăng giá thì trở lại thì lại yếu hơn. Chính vì thế là chúng tôi cho rằng cái xu thế tăng giá của khô đậu tương là chưa hình thành được. Cái vùng hỗ trợ cứng ở phía dưới vùng 283 làm cái nền rất là tốt, khiến cho giá bật lên tốt. Tuy nhiên là tôi cho rằng là cái mức độ tăng giá của khô đậu tương hoàn toàn phần nhiều là do các lý do kỹ thuật, và cái việc phục hồi này chưa tạo ra được cái xu thế tăng giá. Chính vì thế chúng tôi vẫn duy trì và ưu tiên các lệnh bán đối với sản phẩm khô đậu tương. Đối với sản phẩm đậu tương và dầu đậu tương thì chúng tôi sẽ ưu tiên các lệnh mua. Riêng đối với sản phẩm khô đậu tương thì chúng tôi vẫn cho rằng cái xu hướng tăng giá chưa hình thành và vẫn ưu tiên các lệnh bán. Quý nhà đầu tư có thể mở bán tại những cái vùng kháng cự như là vùng 292, như quý nhà đầu tư có thể thấy ở đây, hoặc trên cao hơn đó là cái vùng 297 ở phía trên này.
Đối với sản phẩm dầu đậu tương tháng 8, dầu đậu tương tháng 8 thì chúng tôi vẫn duy trì các vị thế mua. Dầu đậu tương sau khi như quý nhà đầu tư có thể thấy, sau khi vượt qua cái vùng tích lũy là cái vùng 28.9 ở đây thì đã tăng giá khá là tốt. Nó tăng giá theo đà, mặc dù sau đó trong cái tuần vừa qua xuất hiện những cái phiên điều chỉnh, nhưng là chúng tôi cho rằng những cái phiên điều chỉnh này là không lớn và nó không ảnh hưởng tới cái xu hướng tăng giá của dầu đậu tương. Chính vì thế chúng tôi vẫn duy trì các vị thế mua. Vùng mua tốt hiện nay có thể là cái vùng hỗ trợ ngắn hạn là cái vùng 29.5 cho tới à xin lỗi xin lỗi vùng 29.5 cho tới vùng 2 từ vùng 29 cho tới vùng 29.5. Đấy, những cái nhịp điều chỉnh nhẹ này không làm ảnh hưởng nhiều tới cái xu hướng tăng giá của dầu đậu tương. Chúng tôi vẫn duy trì các lệnh mua đối với sản phẩm này. Đối với sản phẩm ngô thì ngô giảm giá trở lại cái vùng 320 và 325 này thì có những cái nhịp bật lên, nhưng mà mức độ tăng giá cũng không cao. Với cái mức độ tăng giá này thì chúng tôi cho rằng cái xu hướng tăng giá của dầu đậu tương là chưa hình thành được, mà vẫn thiên về cái xu hướng giảm giá nhiều hơn. Những nhà đầu tư nên chờ những cái nhịp mà có khi mà ngô phục hồi lên để mở bán lại ở những cái vùng kháng cự như là vùng 330 và cao hơn ở trên đó là vùng 350. Đối với sản phẩm ngô thì chúng tôi vẫn ưu tiên các vị thế bán thay vì là các vị thế mua. Đối với sản phẩm lúa mì thì giá phục hồi tốt sau khi là điều chỉnh về vùng 520. Mặc dù là trong cái xu hướng tăng, tuy nhiên là chúng ta có thể thấy là ở trong những cái phiên giao dịch ấy, thì lúa mì vẫn có những lần điều chỉnh khá là mạnh. Chính tôi cũng đã gặp những cái lần điều chỉnh này, mặc dù cái lệnh mua tương đối chính xác, nhưng mà chúng ta gặp những cái nhịp điều chỉnh tương đối lớn và buộc phải thoát lệnh. Quý nhà đầu tư có thể mua lại khi mà giá tiệm cận lại cái vùng hỗ trợ 320 xin lỗi 520 530 rồi bán ở trên cái vùng 540 và 550 là cái vùng kháng cự. Hiện tại thì xu thế của dầu đậu tương đang giao dịch ở trong cái vùng 520 550 này, thì chúng ta nên tận dụng những cái nhịp tăng giảm để có thể mua bán được cái sản phẩm lúa mì này tốt. Vẫn ưu tiên các vị thế mua tại vì chúng ta đang trong một cái xu hướng tăng. Đối với sản phẩm các nhóm nguyên liệu, đối với sản phẩm đường thì đã lưu ý quý nhà đầu tư từ tuần trước, đường sau khi mà dùng giảm giá qua cái vùng 11.5 thì đã bật tăng tốt. Tuy nhiên là xu hướng chúng ta quan sát được vẫn là trong một cái xu hướng điều chỉnh giảm. Chúng tôi lưu ý quý nhà đầu tư trong cái bản tin nhận định thị trường tuần trước và trong các bản tin hàng ngày là giá đường vẫn trong một cái xu thế giảm, và chúng tôi đã lưu ý về cái việc là đỉnh đáy của sản phẩm đường. Chúng ta đang có đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và các đáy sau cũng thấp hơn cái đáy trước. Như vậy chúng ta có thể thấy là cái xu hướng đang ủng hộ việc giảm giá hơn. Chính vì thế quý nhà đầu tư nên ưu tiên các lệnh bán, đặc biệt là khi mà nó tiệm cận những cái vùng kháng cự như là vùng giá 12. Tuy nhiên là nên hạn chế cái vùng bán khi mà giá về sát cái vùng 11.3 là cái vùng đáy cái hôm trước ở đây. Đấy. Nên hạn chế khi mà giá đã rơi sát vùng này thì chúng ta nên hạn chế mở các lệnh bán. Đối với sản phẩm cà phê thì lại ngược lại đối với sản phẩm đường, đó là sau khi một thời gian tích lũy rất là tốt ở vùng giá 195 tới 100 thì nó đã tạo một cái nền giá tương đối là vững. Sau đó thì giá đã có một lần phục hồi lên vùng 904 nhưng mà đã điều chỉnh trở lại test đáy một lần nữa, và trong tuần vừa qua thì giá đã phục hồi vượt qua cái đỉnh đỉnh này sau khi kiểm nghiệm vùng đáy thành công cũng như là cái vùng kháng cự ngắn hạn trước đó là vùng 104. Thì chúng tôi cho rằng là với cái việc tăng giá mạnh như thế này thì có thể đã hình thành nên được cái xu hướng tăng giá của đối với sản phẩm cà phê Arabica. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các khuyến nghị mua. Quý nhà đầu tư có thể điều chỉnh những cái khuyến nghị mua từ cái vùng 108 trở về cái vùng 104 là cái vùng hỗ trợ ngắn hạn của giá ở đây. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh mua từ cái vùng 108 là giá hiện tại về đến cái vùng 104 này. Bởi vì cái xu hướng mà chúng ta cho rằng hiện nay là với sản phẩm cà phê Arabica là đang phục hồi. Chuyển sang nhóm kim loại. Nhóm kim loại thì đáng chú ý là hai sản phẩm đồng và bạc. Trong tuần vừa qua thì bạc đã có những cái phiên bứt phá tăng rất là mạnh. Có những
phiên tăng giá tới hơn 5%. Bạc thì cùng với cả nhóm kim loại quý đang được mua tích trữ khá là nhiều và đẩy cái giá tăng lên khá là mạnh. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn lưu ý là quý nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi giá cao vì xuất hiện cũng những cái phiên chốt lời cũng tương đối mạnh. Đấy, mặc dù là giá hiện nay tăng rất là tốt nhưng mà cũng đã xuất hiện những cái phiên mà chốt lời tương đối mạnh rồi, thì quý nhà đầu tư hạn chế mua đuổi giá cao. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các chiến lược ngắn hạn lướt sóng trong ngày, tận dụng những cái phiên tăng giảm mạnh như thế này, những cái phiên tăng giảm mà chúng ta ít thấy được ở trong những cái giai đoạn trước. Đấy, chúng ta có thể tận dụng những cái nhịp tăng giảm trong ngày, nó có thể diễn ra rất là nhanh. Nếu chúng ta bắt được những cái cơ hội đấy thì rất là tốt, mà không cần phải giữ cái lệnh dài, những cái lệnh qua đêm. Đối với sản phẩm đồng thì đã lưu ý quý nhà đầu tư từ tuần trước, đó là đồng hiện nay đang tạo ra một cái vùng sau cái đoạn tăng giá mạnh này thì đã tạo ra một cái vùng tích lũy mới quanh cái vùng đỉnh, đó là chưa đến cái vùng tiệm cận khi giá, mà tiệm cận đến cái vùng giá $3, thì giá đang xác nhận cái vùng ngắn hạn. Trước mắt là đang xác nhận cái vùng ngắn hạn, hỗ trợ ngắn hạn ở đây, đấy là vùng 2.88, 2.89, thì quý nhà đầu tư có thể mua tại cái vùng này khi mà giá điều chỉnh giảm về vùng này, hoặc là khi mà xuất hiện những cái cây nến mà có đuôi như thế này đấy, thì khi mà giá điều chỉnh về vùng này và phục hồi, tức là những cái vùng này chúng ta cho thấy là khi mà giá điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ này thì có những cái nhịp phục hồi. Và khi có những nhịp phục hồi này, chúng ta có thể mở mua trở lại đối với cái sản phẩm đồng này và bán khi mà giá phục hồi lên cái vùng cao hơn, ví dụ như là vùng đỉnh cũ 2.97. Đấy. Thì trên đây là toàn bộ cái phần 2, đó là cái phần nhận định về khuyến nghị về thị trường hàng hóa trong tuần tới. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã lắng nghe và theo dõi những bản tin của FDV Hàng Hóa 24. Nếu quý nhà đầu tư có bất kỳ câu hỏi nào, có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi ngay dưới phần bình luận hoặc liên hệ với hotline đang hiện dưới màn hình. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc quý nhà đầu tư tuần mới giao dịch thành công và hiệu quả. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất về thị trường hàng hóa.